Xin chào các bạn nhé. Sáng ra vẫn còn buổi sáng sớm này. Mình ra vườn để kiểm tra cái lô mai đỏ cho dịp Tết 2023 ấy. Thì hôm nay một điều thật là bất ngờ khi một số cây của nhà mình nụ đã lên đỏ rồi này. Cây rất là sai nụ nhá. Cây hàng nhà mình rất là sai nụ. Nụ rất là to rồi, hôm nay mới là có sáng ngày 20 âm. Đó, cây đây này. Cây của nhà vườn Đạt Nhung nhé. Địa chỉ nhà vườn ở khu 31 ha phố Nguyễn Mậu Tài, thị trấn Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Các bạn có nhu cầu mua mai đỏ để trưng Tết, chơi Tết thì liên hệ với bên nhà vườn mình. Cái này thì cái bầu của nó là bầu nguyên bản thế này thôi. Về các bạn muốn để khách có thể trưng bày được ở trên kệ, trên bàn xinh xắn ấy, thì các bạn thay chậu cho khách hoặc là khách tự thay chậu thôi. Cây rất là đẹp nhá. Ở đây thì cây nhà mình là nó lên hoa, mai kia nó lên hoa đến đâu là lộc lá nó sẽ lên đến đấy. Đây lộc nó đây. Đây nụ đây, không biết các bạn có nhìn rõ không. Nhưng mà ở ngoài mình nhìn này nụ nó rất nhiều luôn. Cực kỳ sai nụ nhá. Các bạn chỉ cần là về và bạc sang chậu và bán cho khách thôi. Một số cây đã lên nụ đỏ như thế này rồi này. Rất là đẹp nhá. Ai lấy thì inbox bên nhà mình còn rất là nhiều. Còn tầm khoảng 1.000 cây nữa đấy. Ai lấy thì báo sớm cho bên nhà vườn Đạt Nhung nhá. Đó, cây rất là đẹp, tán thế sum suê, dáng dấp của khách năm nay ai khen là cây to, khỏe, đẹp, đẫy đà và đặc biệt là tán thế rất là đẹp, một cốt đi lên và phân tán đều như diện cây mini nhưng mà cổ thụ mini á, khách rất là vừa lòng.